Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay là buổi chiều ngày thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị, như vậy thì trong buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút, Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng SJC với giá là 78,98 triệu đồng trên một lượng vàng anh chị. Chúng ta cũng biết thì thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt giá bán vàng miếng trực tiếp vào ngày 3 tháng 6 hôm nay cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và một đơn vị là công ty SJC với giá rất là tuyệt vời anh chị, 78,98 triệu đồng trên một lượng vàng SJC. Như vậy thì căn cứ vào các phương án bình ổn giá vàng thị trường hiện nay thì phải nói vàng miếng SJC bán trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại và một đơn vị như chúng ta đã biết đó là công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Và phải nói như vậy thì giá vàng miếng SJC của ngân hàng nhà nước rẻ hơn giá giao dịch trên thị trường hiện nay là khoảng tầm 2 triệu đồng trên một lượng vàng quý vị. Theo cái bảng giá của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC được giao dịch ở cái mức là 79 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra là 81 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy giảm mạnh mỗi chiều mua vào và bán ra là 4 triệu đồng và 6 triệu đồng một lượng. Phải nói công nhận giá vàng nó lao dốc một cách thê thảm luôn. Điều đó đã dẫn đến những nhà đầu tư phải nói tuyệt vọng và dường như là khóc thét bởi vì lỗ quá nhiều anh chị. Một vài ngày thôi mà lỗ một lượng đến gần 10 triệu đồng. Một con số mà chúng ta phải nói hết sức là bất lực với tình hình mà bà con ôm vàng để mà chờ lời. Trước đây thì một số người dự đoán là giá vàng có thể gần đến 100 triệu, chứ không thể đến 100 triệu nhưng mà gần đến 100 triệu. Nhưng mà thật sự thì sau khi mà ngân hàng nhà nước đưa ra những cái giải pháp để mà kiểm soát giá vàng ổn định trên thị trường, cũng như là muốn kéo cái sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới xuống một cách thấp nhất anh chị. Chúng ta cũng biết là so với thời điểm mà giá vàng tăng cao là 92,4 triệu đồng trên một lượng vào ngày 10 tháng 5 thì giá vàng SJC giảm mạnh cho đến 11,4 triệu đồng trên một lượng anh chị so với ngày hôm nay. Và lúc 14 giờ 30 hôm nay thì các ngân hàng bắt đầu dự kiến bán vàng trực tiếp cho người dân. Bán trực tiếp cho người dân anh chị. Như vậy thì khảo sát tại các thương hiệu vàng thì giá vàng miếng SJC trong hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2024 mua vào ở cái mức là 78,95 triệu đồng một lượng và bán ra là 80,85 triệu đồng một lượng anh chị. Giá bán ra của ngân hàng thương mại thấp hơn so với P&G là 1,8 cho đến gần 2 triệu đồng một lượng luôn. Và chiều nay thì một loạt ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank anh chị. Cho nên phải nói rằng giá vàng chiều ngày hôm nay ngày 3 tháng 6 đã giảm quá sốc luôn. Giảm sốc luôn anh chị. Và lúc 14 giờ thì giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ 2 triệu đồng cho đến 2,2 triệu đồng trong một lượng anh chị. Ở tại Doji Hà Nội thì giao dịch ở quanh cái ngưỡng là 78,95 triệu đồng một lượng mua vào. Còn bán ra là 80,75 triệu đồng một lượng anh chị, giảm gần 2 triệu đồng một lượng vàng ở cả chiều mua và chiều bán ra. Ở tại Doji Sài Gòn thì giá vàng đang giao dịch ở cái ngưỡng tương tự như vậy. Ở tại đơn vị Phú Quý SJC thì giá vàng ngày hôm nay đứng ở cái ngưỡng là 79 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra là 80,8 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy cũng giảm khoảng 2,2 triệu đồng trên một lượng luôn. Phải nói sau khi mà các ngân hàng nhà nước tung vàng ra bán cho người dân thì kéo giá vàng giảm cách khủng khiếp luôn. Và bây giờ Tường Vũ Channel xin phép cập nhật tình hình tỷ giá đô la cũng như là một số tỷ giá ngoại tệ khác ở ngoài thị trường tự do anh chị. Kính thưa quý vị, như vậy thì tỷ giá đồng USD, đồng đô la Mỹ ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay ở ngoài thị trường tự do mua vào là 25.674, còn bán ra là 25.754 anh chị. Đối với đồng đô Úc thì mua vào ở cái giá là 16.888, còn bán ra là 16.988.
Đối với đồng bảng Anh thì mua vào là 32.297, còn bán ra là 32.527. Đối với đồng euro thì mua vào là 27.630, còn bán ra là 27.740 anh chị. Đồng franc Thụy Sĩ thì mua vào là 28.104, còn bán ra là 28.284. Đối với đồng yên Nhật Bản thì mua vào là 164, còn bán ra là 165. Đồng đô Canada mua vào là 18.633, còn bán ra là 18.747. Đối với đồng Singapore mua vào là 18.826, còn bán ra là 18.953. Đồng Hồng Kông thì mua vào là 3.255, còn bán ra là 3.305 anh chị. Như vậy chúng ta thấy rõ luôn là trong buổi chiều ngày 3 tháng 6, ngày thứ hai, ngày đầu tuần thì giá ngoại tệ ở ngoài thị trường chợ đen, phải nói chúng ta thấy rằng tỷ giá đồng đô la, đồng euro đã có phần giảm xuống rồi anh chị, giảm xuống ha. Ngày hôm qua thì giá là 25.7 mấy đó, nhưng mà ngày hôm nay thì xuống còn 25.671 mà thôi. Và chắc chắn dự báo là tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ, sẽ có sự thay đổi nhỏ, giảm rất là chậm, và có thể nói là tăng lên cũng tăng rất chậm luôn chị. Nhưng mà đồng đô la Mỹ thì nó vẫn xoay quanh ở cái mức là trên 25, nó dao động từ 25.6 cho đến 25.7 chị. Và tỷ giá này là tỷ giá ở ngoài thị trường tự do, nó sẽ thay đổi theo từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây luôn cô chú anh chị và các bạn. Tất nhiên chúng ta để có được một cái tỷ giá tốt, tỷ giá mà cao nhất ở tại thời điểm chúng ta đổi đô la, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng biết rõ rồi, đồng tiền của chúng ta phải mới 100%, không phai màu, không bị gấp, không bị úa, không bị rách, không bị nhầu, thì chúng ta hoàn toàn không bị trừ một đồng nào hết. Còn nếu như chúng ta bị rách thì tất cả các điểm đổi tại Sài Gòn của chúng ta đều bị trừ theo cái số tiền 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 tùy theo mức độ. Và một điều chúng ta lưu ý nữa, có rất nhiều trường hợp xảy ra. Trước đây thì cũng có một số anh chị đã đổi tiền chủ quan, không kiểm tra kỹ tiền Việt Nam. Và sau khi rời khỏi quầy đổi tiền ở tại cửa Tây Trần Văn Thành, chúng ta kiểm tra lại thì có một vài tờ 200.000 và 500.000 nó bị rách luôn. Nó bị rách mà người ta dán bằng keo, bằng cái băng keo trong lại anh chị, nó bị rách luôn. Thậm chí có một số tờ 500.000 Việt Nam nó bị cháy luôn anh chị, bị cháy cong ở góc luôn. Và chắc chắn những đồng tiền này chúng ta không thể nào sử dụng ở ngoài thị trường được, mà chúng ta muốn đổi thì phải mang vào ngân hàng đổi. Và khi mang vào ngân hàng đổi chúng ta cũng sẽ bị trừ tiền. Ví dụ tờ 500.000 chúng ta đổi mới là chúng ta không thể nào có đủ 500.000 như cũ đâu anh chị, chúng ta cũng bị trừ. Chúng ta phải chấp nhận như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đổi đô la hay là mua đô la, trước khi rời khỏi các cái quầy này chúng ta nên kiểm tra kỹ đầy đủ, để có gì chúng ta sẽ khiếu nại ngay lập tức. Còn sau khi anh chị rời khỏi cái quầy này thì dĩ nhiên là mọi khiếu nại sẽ đều vô hiệu lực anh chị nha. Và ở phía trước những cái cửa hàng, những cái tiệm vàng, và đặc biệt thì tiệm vàng Hà Tâm và Mai Vân ở cửa Tây của chợ Bến Thành đều có những cái bảng thông báo rất là rõ ràng luôn anh chị đó. Đều thông báo rất rõ ràng, cho nên chúng ta phải đọc cái tờ thông báo này để chúng ta không bị khiếu nại bất cứ một điều gì sau khi rời khỏi quầy này anh chị. Phải nói Mai Vân và Hà Tâm là một trong những điểm thu đổi mua bán ngoại tệ rất là uy tín và lấy được lòng tin của khách hàng ở tại khu vực cửa Tây chợ Bến Thành anh chị. Đó, rõ ràng có dán thông báo đầy đủ luôn anh chị nha. Mọi khiếu nại sẽ không chịu trách nhiệm sau khi rời khỏi quầy. Và dường như là mình cũng rất là thích đổi đô la hoặc là mua đô la ở một số cửa hàng khác, nhưng ở tại Hà Tâm Mai Vân cũng như bên trong chợ Bến Thành luôn luôn là một điểm đến đáng tin cậy. Bằng chứng thì mỗi ngày chúng ta thấy lượng khách cũng như là người dân Sài Gòn khách du lịch vây kín ở những cái điểm thu đổi ngoại tệ cửa Tây chợ Bến Thành này anh chị. Thông báo rất là rõ ràng và chi tiết luôn. Thầy nói việc mà giá vàng giảm sốc như vậy đã khiến cho nhiều người thua lỗ trầm trọng luôn anh chị, sốc nặng luôn.
phải nói lỗ rất là nặng nề luôn cô chú anh chị và các bạn. Vậy có thể nói rõ rằng là giá vàng SJC trong buổi chiều ngày 3 tháng 6 năm 2024 đã rớt xuống dưới 80 triệu đồng một lượng rồi anh chị, xuống dưới 80 triệu đồng trên một lượng vàng. Chắc chắn thì phải nói rất nhiều người đau đầu và khóc thét vì thua lỗ quá nặng nề. Hiện nay thì bốn ngân hàng bán vàng trực tiếp cho người dân, cũng có một số khách đến để mà chờ mua anh chị, nhưng mà phải nói số lượng người mua vàng thì không có quá đông. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.